Hi, xin chào các bạn nha. Thì video hôm nay thì mình sẽ quay cái đường lên trung cho các bạn xem. Đó, mình mới vừa rẽ vào lên trung này. À, nãy là mình đang ở đường Phan Văn Căng á. Mình sẽ rẽ vào đường lên trung và chạy thẳng xem ở đây có những gì. Thì cái đường lên trung này thì nó ván hơn cái đường Hoàng Diệu 2. Hai đường này nó song song với nhau á. Ở đây là có trường học các bạn. Đó, bên trái là trường trung học cơ sở Linh Trung. Chiều á người ta đón con ở đây nhiều lắm, đông nó như chạy xe luôn á. À, sẽ có cái gara rửa xe ô tô. À, là trung tâm thể dục thể thao trường Linh Trung này các bạn. Đó. Rồi đây là cái khu nhà lầu này. Khu nhà lầu đường Linh Trung này còn thấy phê không? Đó. Bên trái thì còn nhiều cái đồ khu đất trống lắm. Đường này thì nó ít đồ ăn lắm các bạn. Chỗ này là quán chai, tre, cà phê. Cái đường Linh Trung nhé mà nó dài lắm. Nó sẽ chạy ra miết đụng tới cái xa lộ Hành Hội luôn các bạn. Nói chung thì cái đường này nó dài nó nhưng mà nó kiểu như nó không có đông đúc so với cái đường Hoàng Diệu 2 Võ Văn Ngân thì nó không bè. Các bạn đi đường này cẩn thận nha, tại vì có đường công an ở đây nè. Đi đường quận thấy công an vô không nó nó bác chứ cho luôn á. Rồi chuẩn bị tới phía trước nó có nhiều ngã rẽ. Ai thì nếu các bạn mà rẽ phải á, nó ra đường thứ 6 Linh Trung và nó sẽ đụng cái đường Hoàng Diệu 2 á. Còn cái đúng rồi, đường thứ 6 luôn rồi, đường thứ 7 rồi Linh Trung ở đây, rẽ qua trái luôn đường Linh Trung nha. Nãy hai đường kia mình quên lắm, không có rõ. Đó, ở đây là có cung cái địa này các bạn, rất nhiều bộ luôn. Bên trái nè, các bạn thấy hàng rào không? Bên trong đó là khu nghĩa địa đó. Chạy dọc xuống thì các bạn sẽ đụng chợ Linh Trung. Chợ Linh Trung thì rất là nhiều đồ ăn nha các bạn. Các bạn muốn ăn cá đó, cá mà tươi đó, các bạn có chạy xuống chợ Linh Trung. Nhiều đồ ăn tươi đó. Thấy cái khu nghĩa địa nó dài ghê không? Nãy giờ đi chưa hết luôn. Đoạn này buổi chiều người đi làm á, chạy xe cũng dữ lắm. Xuống giờ cao điểm là lạnh dữ lắm, đúng luôn đó. Đó là những hình hoa xe này đi như vậy trời. Á, dừng xe. Cái gì vậy? Đó, nãy cái đường đó, đường nãy là rẽ vô chợ đó các bạn. Nãy mình đi để xe không lấy nữa. Ê, các bạn rẽ đường phía trước cũng được nè, mà rẽ phải vô. À, các bạn thấy phía trước người ta rẽ phải không? Cái đường nó vô chợ cũng được nha. Đây cái hàng rào bạn đổi thay đổi thành màu trắng rồi không?
thì cái hàng rào này là của cái tổng công ty Việt Thắng á. Tổng công ty Việt Thắng nó là bự lắm, to. Tập tiên ôi có chim cảnh này các bạn. Nè ở đây là đường thứ bảy này các bạn. Các bạn rẽ phải vào là mình sẽ đi ra cái đường Lê Văn Tiến, đường Cát cho đó. Các bạn có thể linh hoạt mình đi đường hết cho năm. Ví dụ như muốn đi ngược lại á. Còn đây thì vẫn thẳng vào bên trong thôi. Thấy phía trước không? Phía trước đó là ngã tư đường Linh Trung và đường Lê Văn Chí. Rẽ trái là các bạn đi ra cái khu Đại học Quốc gia. Còn chạy thẳng nữa các bạn chạy ra cái đường phố Hà Nội. Đây là vẫn là đường Linh Trung nha. Linh Trung nó dài lắm. Đường này thì mình thấy buôn bán ít lắm. Các bạn lai rai mới thấy những món ăn thôi. Đường này ít cửa hàng, còn tập hóa rồi nhà cửa người ta không à, giống như bị quy hoạch nữa cơ, mình thấy cái nhà ở đoạn này còn nhà cũ không à. Một cái nhà ở giữa rừng hoa đẹp ghê không đó các bạn. Phía trước là đường xa lộ rồi đấy, đường song hành với lại xa lộ Hà Nội đó. Rồi thì chưa phải là đã hết đường Linh Trung rất dài. Thôi mình kết thúc video đây nha các bạn. Xin chào tạm biệt mọi người.